Chào các bạn, ở đây mình đang có cái Sony HearInHear Wireless. Đây là một trong những cái tai nghe mà kế thừa cái thiết kế của cái HearInHear 1 mà năm rồi mình đã có giới thiệu với các bạn. Thì đây là một trong những cái tai nghe dạng neckband rất là thành công ở thị trường Việt Nam và tại hệ thống của Mai Nguyên. Thì mình đã có giới thiệu với rất là nhiều bạn mua cái tai nghe này rồi. Hôm nay mình sẽ trên tay và giới thiệu với các bạn một số những chi tiết mới trên cái sản phẩm này, cũng như là mình sẽ so sánh với thế hệ đầu tiên. Thì cái ở đây mình đang có là cái màu hồng, nó hơi pha vàng vàng. Mình không rõ nó là một cái màu gì nữa, tại vì mình không có giỏi về cái vụ nhận định màu lắm. Tuy nhiên về cái thiết kế của nó thì nó rất là dễ chịu, tại vì nó có một số những cải tiến. Đầu tiên là về cái phần khung, thì cái phần khung của thế hệ sau này mình thấy là nó đã nhẹ nhàng và nó có phần hơi đàn hồi nhiều hơn so với thế hệ đầu tiên. Thế hệ đầu tiên là nó vẫn còn hơi cứng. Với thế hệ này thì mà vẫn có những cái nút bấm ở phía bên cạnh phải, như là nút tăng giảm âm lượng, phím nguồn, đèn LED, micro, rồi phía dưới chúng ta có thêm cái play hoặc là pause nha. Ở phía bên dưới chúng ta có cổng micro USB để các bạn có thể sạc cho thiết bị. Thì ngoài ra cái thiết bị này nó không có khác nhiều so với đời đầu. Một trong những cái điểm mình cảm thấy rất là tuyệt vời ở trên cái thế hệ 2 này đó là cái phần giữ tai nghe. Thì khi mà các bạn trượt xuống như này và các bạn đeo nó lên cổ rồi, các bạn có thể dễ dàng để vào như thế này, nó sẽ hít lại đó. Nó sẽ giữ cái này lại. Ở thế hệ đầu thì không có, rồi thế hệ này lại có rồi. Đây là một trong những cái mà nó rất là nhỏ, tuy nhiên nó lại mang đến một cái cảm quan rất là thân thiện cho người dùng và rất là dễ để chúng ta có thể sử dụng và thích cái tai nghe này. Về cái phần cảm quan bên ngoài thì mình không có đánh giá nhiều, tại vì nó vẫn giống hầu hết những cái chi tiết trên thế hệ 1. Chỉ có một số cái là thay vì cái dây nó nằm ở đây thì giờ nó đã chuyển lên trên này rồi. Đó là chỉ như vậy thôi. Một trong những cái điểm mà mình đánh giá rất là cao trên cái HearInHear 2 này đó là nó hỗ trợ HiRes Audio và thêm một cái phần mềm tên là Headphone Connect. Thì với Headphone Connect các bạn có thể chỉnh được một số những cái preset nhạc, cũng như là cho nó thể hiện cái vùng surround sao nó chi tiết hơn và nó rộng rãi hơn. Chúng ta có thể có được nhiều cái nguồn âm khác nhau hơn. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn về cái thế hệ đầu tiên. Đây là cái thế hệ đầu tiên, thế hệ HearInHear Wireless 1. Thì các bạn thấy là về thiết kế nó cũng không khác nhau nhiều. Nó vẫn là dạng neckband, với phần dây của thế hệ đầu tiên nằm ở đây, rồi thế hệ 2 thì nằm chuyển lên trên này rồi. Ngoài ra thì những cái chi tiết khác như là nút bấm cũng không có được thay đổi nhiều. Nó gần gần giống nhau, để cho người dùng họ không có cảm thấy bỡ ngỡ khi chuyển từ cái này lên, hoặc là người dùng mới thì họ cũng cảm thấy dễ chịu khi mà các bạn sử dụng mới cái này. Về chất lượng âm thanh thì mình đánh giá là cái HearInHear 2 này, mặc dù nó chỉ là cái phiên bản thử nghiệm thôi, chưa phải là phiên bản hoàn chỉnh. Đây các bạn thấy là nó vẫn còn cái logo Not For Sale ở đây mà nhà xuất họ gắn vào. Tuy nhiên mình đánh giá chất lượng âm thanh của nó rất là tốt, đặc biệt là cái âm bass của nó rất là đầy và tràn. Thì nếu các bạn thích những cái dòng nhạc trẻ hay là những cái dòng nhạc mà mang tiết tấu mạnh như là pop ballad chẳng hạn, thì đây là một trong những cái tai nghe mà các bạn nên sử dụng. Còn nếu với cái nhu cầu mà cần tìm một cái tai nghe neckband với thiết kế nhỏ hơn nữa, thì mình nghĩ là không có tai nghe nào mà có thể đáp ứng được nhu cầu tốt hơn cái HearInHear 2 này của Sony. Thì khi mà có hàng chính hãng thì mình sẽ khui hộp để xem những phụ kiện bên trong bao gồm những gì và đánh giá trực tiếp cái chất âm của nó khi mà mình thử nghiệm cái phiên bản bán ra cho người dùng tại Việt Nam. Đó, chỉ như vậy thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn các bạn trong những video công nghệ lần sau.